Hằng xin trân trọng chào mừng quý vị và các bạn trên Facebook đến với chương trình Sân khấu là cuộc đời của Thúy Hằng Media thực hiện trên băng tần 117 qua hệ thống truyền hình của Viettv 24. Và ngày hôm nay trở lại với Sân khấu là cuộc đời. Và quý vị thấy ngồi cạnh bên Thúy Hằng là một người rất là bảnh trai, hào hoa, phong nhã, một giọng hát rất là tuyệt vời. Sẽ đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để mà cùng tâm sự cùng với quý vị khán thính giả. Đó là nam ca sĩ Đồng Thanh Tâm. Thúy Hằng chào Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm chào chị Thúy Hằng và Đồng Thanh Tâm chào tất cả quý khán giả của Thúy Hằng Media. Kính thưa quý vị, Đồng Thanh Tâm là một người ca sĩ ở Việt Nam hoạt động rất là mạnh. Mà ngày hôm nay thì Đồng Thanh Tâm qua Mỹ này được bao lâu rồi? Chuyến này là chuyến trở lại Mỹ của Đồng Thanh Tâm lần thứ tư. Lần thứ tư rồi. Lần thứ tư. Và Đồng Thanh Tâm qua được 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Và ngày hôm nay thì đến với chương trình thì tất cả quý vị khán giả sẽ thấy là Đồng Thanh Tâm hát những cái loại nhạc bolero rất là nhiều trên những đài truyền hình khác nhau, trên những cái sân khấu lớn rất là nhiều gần đây. Thì Đồng Thanh Tâm có thể chia sẻ đến quý vị khán giả và các bạn đang lắng nghe, đó là bạn đi hát từ bao giờ? Dạ, thì cũng thưa quý vị Thúy Hằng và quý vị khán giả, thì Đồng Thanh Tâm đi theo nghề hát cũng khá sớm. Nhưng mà lúc Đồng Thanh Tâm theo thì lúc đó nó còn nhỏ lắm, năm 2005. Vậy đó. Lúc đó nhỏ lắm, chứ là đi theo một người chú ca sĩ ngày xưa. Đó là ca nhạc sĩ Bảo Hưng ở Việt Nam á. Thì chú dẫn dắt theo. Thì đi theo nghề ca hát, lúc đó là mê ca hát lắm. Cho nên dù là đang học sân khấu, đang học sân khấu bên diễn viên kịch, nhưng mà vì đam mê ca hát cho nên là đi theo chú ca hát vậy bỏ đó. Cái nghề kịch đó, tại vì thấy nghề kịch học hơi khó. À vậy đó. Cho nên là Đồng Thanh Tâm quyết định đi theo nghề ca hát, đi theo chú hát bập bẹ ở các sân khấu lớn nhỏ ở các tỉnh ở Việt Nam. Thì bản đi hát được một năm. Thì Đồng Thanh Tâm thấy cảm nhận được rằng đó là mình chỉ hát theo năng khiếu thôi thì chưa đủ để đứng trên những cái sân khấu lớn như vậy. Và Đồng Thanh Tâm quyết định là phải học lại đàng hoàng. Thì trong lúc đó thì Đồng Thanh Tâm mới quay trở lại và học chính thức và vài năm về thanh nhạc, về luyện thanh, về sướng âm, về đàn, về hát các thứ. Thì bắt đầu trở lại sự nghiệp là từ năm 2010. Wow. Đã bắt đầu đó. Đến nay luôn là vậy được đó. Khoảng 7 năm, 8 năm. Wow. Vậy thì gia đình của Đồng Thanh Tâm có ủng hộ không? Gia đình thì cha mẹ thì lúc nào cũng ủng hộ, tại vì Đồng Thanh Tâm là một người con trai, trai một. Vậy đó. Thì đó. Cưng thì quá. Chỉ còn đứa em gái thôi. À. Thế nhà chỉ có một trai một gái thì cha mẹ rất là cưng hai đứa con. Ừ. Và đặc biệt là rất là yêu thương Đồng Thanh Tâm cũng như là em gái của Đồng Thanh Tâm, là các con dạy cho các con nên người thôi, còn các con tự lựa chọn con đường của mình. À. Thì Đồng Thanh Tâm đam mê thì cha mẹ luôn ủng hộ. Ừ. Nhưng mà cha mẹ nói lớn rồi thì tự biết mình đứng ở đâu, làm cái gì và làm cái gì tốt thì nên làm. Chứ cha mẹ luôn ủng hộ, chứ cha mẹ không có ý kiến. À, thành ra tốt quá. Và đã được một người chú dẫn dắt bước người vào trong nghề họ, ca hát. Người chú đúng họ không? Dẫn dắt nghề ca hát. À, rồi thường thường thì Đồng Thanh Tâm thích hát cái loại nhạc gì? Cái sở trường của Đồng Thanh Tâm là gì? Cái sở trường từ nhỏ thì Đồng Thanh Tâm hát những cái bài dân ca. À. Thì đâu đó người Việt Nam mình cứ nằm trong bụng mẹ là đã nghe những câu ầu ơ ví dầu câu dân ca ca rồi. dao. Cho nên là Đồng Thanh Tâm cũng mang được cái đó từ thời thuở nhỏ. Thì Đồng Thanh Tâm thích hát dân ca trữ tình. Những cái bài mà nghe nó tình cảm. Thì Đồng Thanh Tâm hồi nhỏ hay nghe những bài trữ tình dân ca của các cô chú anh chị á, nó thấm đẫm tình cảm cha mẹ, anh chị em, hoặc là tình cảm quê hương đất nước đó, lứa đôi đó, thì nó mới cảm được cái trái tim và nó thôi thúc mình thích, mình yêu. Chứ nhiều khi, nhưng mà cái lúc mà Tâm đi theo học á thì lại cái thời đó là cái thời nhạc trẻ nó đang lên ngôi. Đó nó đang hot, cho nên là trung tâm đào tạo toàn theo nhạc trẻ. Vậy cho đó. Nên Đồng Thanh Tâm buộc lòng phải theo nhạc trẻ những năm đó, cho nên là nó không thành công ở cái album đầu tiên của Đồng Thanh Tâm. Ừ. Album đầu tiên của mình tên gì? Đồng Thanh Tâm cái album đầu tiên năm 2013 là phát hành. Ấp ủ từ năm 2011, làm 2 năm mới ra được. Vậy đó. Bước một mình với 10 ca khúc mà Tâm có quay 3 MV ở trên trên TV. Wow. Thì đó là những ca khúc nhạc trẻ nhưng mà nó cũng tình cảm nhẹ nhàng thôi, chứ không phải trẻ nhanh, nó trẻ bốp ballad nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc đó Đồng Thanh Tâm làm ra cái đó rồi gặp sự cố một số việc về cá nhân, cho nên Đồng Thanh Tâm không có PR cái album đó và bẵng đi và bỏ 3 năm luôn. Có thể nói là tất cả mọi người ca sĩ khi mà bắt đầu bước vào nghề để mà bước đường mơ ước của mình thì ai cũng có một khó khoảng khăn. Nào đó khó khăn rất là khó để mà mình đi. Có khi nào mà bạn cảm thấy giống như là mình không có muốn tiếp tục nữa hay không? Có, Tâm cũng đã có cái khoảng thời gian mà mình thấy rằng có lẽ là khó cái duyên quá. nghề ca hát nó
nó không có với mình hay sao á, Ừ. là do cái là năm cái khoảng năm mà Đồng Đăng Tâm phát hành xong cái album đầu tay của mình đó tốn rất nhiều tiền. Vậy đó. Tại vì cái thời đó đối với Đồng Đăng Tâm nói từ nhiều tiền ở đây á là thưa với chị Thúy Hằng cũng như là khán giả thương á, là cái lúc mà năm 2009 lẻ 10 thì lúc đó mấy năm về trước thì đồng tiền nó cũng còn giá. Đúng rồi. Với thêm cái nữa thời đó mà những người lao động ở Việt Nam á, họ chỉ làm công nhân mỗi tháng chỉ có khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi. Mà Đồng Thanh Tâm phải mua một cái bài sáng tác của nhạc sĩ thời đó là Tâm phải mua ít nhất là từ dao động từ 4 triệu cho đến 8 triệu một bài độc quyền. Wow. Mà Đồng Thanh Tâm phải mua hơn hơn 20 bài. Ừ. Thì cái số tiền nó vượt nhiều. Đó là chỉ mới mua thôi. Ừ. Rồi phải chắt lọc lại 10 bài để hát, rồi phải quay MV. Lúc đó Đồng Thanh Tâm quay Wow. 3 MV thôi mà Tốn tiền một quá phải MV không? phải quay tốn khoảng 30 triệu Việt Nam thời đó. Wow. Thì Đồng Thanh Tâm tốn cái khoảng cái album đầu tiên Đồng Thanh Tâm tốn khoảng khoảng 400 đến 400 mấy gần 500 triệu. Là tất cả cái những cái sự đóng góp tích góp của bản thân của gia đình, vì sự ủng hộ của người thân gia đình bạn bè thậm chí thiếu mà còn phải đi vay bạn để làm. Đó, thì cái thời đó là cái thời năm 2013 Đồng Thanh Tâm rất là buồn cái thời đó. Vậy đó. Và có lúc Đồng Thanh Tâm tưởng chừng như đã gục ngã và không không muốn bước tiếp với con đường ca hát nữa. Thì bỏ đi 3 năm là từ 2013 tới 2016 là không 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 có nghĩ tới vấn đề ca hát mà lúc đó chỉ đi làm thôi. Thúy Hằng cũng thấy là có một số các bạn cũng vào trong Facebook để gửi lời chào đến Đồng Thanh Tâm. Có anh Quốc Đạt nè, có Linh Phạm, hello Linh Phạm, lúc nào cũng ủng hộ cho chương trình. Ngày hôm nay tất cả các bạn đang lắng nghe, thì cho Thúy Hằng được biết là khi mà sau một cái những cái đợt diễn vừa qua, gần gũi cùng với Đồng Thanh Tâm, thưa quý vị, thì Thúy Hằng thấy là anh là một người, một cái tài năng, một giọng hát rất là truyền cảm. Thì trong một cái bữa, gọi là Thúy Hằng làm MC, thì có một người nói đến Đồng Thanh Tâm giống như là một hoàng tử của Bolero. Thì Thúy Hằng không có quen biết nhiều với Đồng Thanh Tâm. Thứ nhất là Đồng Thanh Tâm hoạt động ở Việt Nam. Thì có thể chia sẻ đến quý vị khán giả là tại sao mình lại có được một cái danh hiệu gọi là hoàng tử của Bolero, mà Bolero bây giờ quý vị cũng biết là đang rất thịnh hành ngay bây giờ ở khắp nơi, có phải không Thì đây nè? là một một cái điều may mắn của Đồng Thanh Tâm. Để chia sẻ thì cái này dài lắm, Đồng Thanh Tâm xin nói ngắn gọn thôi. Thì Đồng Thanh Tâm trở lại với cái đam mê sở trường của mình đó, là cái dòng nhạc trữ tình Bolero á, là đầu năm 2016 Đồng Thanh Tâm ấp ủ ra cái album mà đầu giữa năm 15 là đã hoàn tất rồi. Thì phát hành cái album đầu tiên đó cũng có tên là Bước Một Mình. Đó thì Đồng Thanh Tâm ra với 10 bài với các ca khúc như là Hai Lối Mộng, Tương Tư Nàng Ca Sĩ, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Wow, Xót mấy bài hay Xa, không? mấy bài Thao Thức Vì Em của nhạc sĩ Lâm Phương, hoặc là những cái bài Ngại Ngùng của nhạc sĩ Quốc Dũng, hoặc là những cái bài Người Tình của nhạc sĩ Viễn Chinh, những cái bài mà mọi người đã nghe đâu đó ngày xưa rồi Đồng Thanh Tâm làm mới lại. Thì Vô Tình, cái một 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 trong những cái bài hát mà Đồng Thanh Tâm nghĩ là hát cho vui thì nó lại được mọi người đánh giá cao, đó là bài Chuyện Tình Không Dĩ Vãng. Đó, cái bài đó Hay đã quá. đưa Đồng Thanh Tâm đến với một bầu show ở trại Cali này, đó là bầu show Thúy Uyển. Đó là cô Thúy Uyển của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển đã biết tới Đồng Thanh Tâm qua cái bài hát đó. Và trong một cái show của cô Thúy Uyển tháng 3 năm 2017 vừa rồi, show Ngọc Lan Trong Gió tại Sài Gòn Performance Center, thì Đồng Đúng Thanh Tâm rồi. được may mắn đặt chân đầu tiên tại Hoa Kỳ và diễn cho cô trong cái show đó. Hay quá. Dạ, và từ cái show đó ta mới bén duyên biết được các anh chị em nghệ sĩ ở đây, và vô tình bén duyên tại Cali này, và Đồng Thanh Tâm mới đi đi về về 3 lần, 4 lần, lần này thứ 4 rồi. Và khi những lần đi hát đó, Đồng Thanh Tâm được khán giả kết bạn qua Facebook và khen ngợi cũng như Comment. động viên và yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát một số ca khúc mà họ nghĩ là sẽ hợp giọng với Đồng Thanh Tâm. Thì Đồng Thanh Tâm cũng trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả, những người đã luôn yêu thương Đồng Thanh Tâm và cho Đồng Thanh Tâm những cái bài hát đó. Đồng Thanh Tâm về chắc chắc lọc lại và được khoảng tầm 9 ca khúc, 10 ca khúc. Thì Đồng Thanh Tâm quyết định hát, và Đồng Thanh Tâm lấy một cái chủ đề yêu giận hờn trong cái album lần này Đồng Thanh Tâm làm đó. Thì là một bài mà Đồng Thanh Tâm viết, chính Đồng Thanh Tâm viết để đặt cho cái tựa album. Đó thì sau cái thành công mà cái album đầu tiên đó thì đi đi được đi qua Mỹ, thì sau đó mới về làm thêm một cái này nữa theo nguyện vọng của khán giả. Thì chính ngày Đồng Thanh Tâm làm được mọi người yêu thương và đặt cho cái tên Hoàng tử Bolero, là tại vì có một cái bài, một lát nữa đây Đồng Thanh Tâm sẽ nhờ bên Thúy Hằng Media gửi cho quý khán giả xem một cái bài mà Đồng Thanh Tâm hóa trang, mặc một cái trang phục nó hơi cổ trang chút xíu,
mà nhìn nó cũng giống, có lẽ là nó cũng giống hoàng tử. Và đâu đó ha. mọi người thấy được cái sự cố gắng cũng như là cái sự chỉnh chu trong âm nhạc, trong trang phục cũng như là trong cái cách hát của Đồng Thanh Tâm. Mọi người cho rằng ừ, anh chàng này mới đúng là hoàng tử của bolero. Thì có một sự tranh cãi nhẹ nhẹ giữa các fan, thì lúc đó mới mọi người mới cho rằng là anh này mới là hoàng tử. Thì Và lúc dễ đó, thương, đó thì mạng thấy mới trong lòng mình cũng hạnh cũng phúc thấy vui vui. lắm Mọi người nói là yêu chàng ha. hoàng tử này quá, cho nên là mới cho chàng này chàng hoàng tử. Cho nên là cuối cùng là Đồng Tâm cũng thể hiện theo cái sự đam mê của mình và sự yêu Sự cầu yêu của khán cầu của giả, quý cho nên là vị. gọi Đồng Tâm là hoàng tử bolero chứ không có À, chạy dễ đâu hết thương nữa hết quá. Đó là đó. cái hạnh phúc của mỗi người ca sĩ khi mà tất cả fan hâm mộ và đã cho những cái tên khác nhau, rất là dễ thương. À, đặc biệt là Thúy Hằng thấy nè, có chị Linh Phạm cũng có mặt. À, cảm ơn Linh Phạm, cảm ơn anh Trung Nguyên, rồi Hòa Bình Nguyễn nè, Johnny Quốc Hà, Thanh Châu, Chi Tuấn cũng có xem, Long Sử cũng có xem, tất cả các bạn đã đón xem chương trình ngày hôm nay cùng với Đồng Thanh Tâm. Thành ra ngay bây giờ thì Đồng Thanh Tâm đã đến để tâm tình cùng với quý vị, nhưng mà trước tiên hết thì để mình chút xíu mình sẽ lặp lại, nhưng mà bây giờ Thúy Hằng muốn nói đến đó là Đồng Thanh Tâm sẽ có một cái chương trình ra Đặc mắt biệt, đặc biệt. series ngày mai, kính thưa quý vị, ngày mai tại iTango, có phải chia sẻ đến quý vị, chia sẻ cái thông tin của đêm ngày mai cho quý vị Đây. Đây trên tay Đồng Thanh Tâm đang cầm cái khán poster. Đó, quý giả. vị đang thấy cái poster đang hiển thị trên Đó. trên 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 màn hình đó. Quý Thì vị. đây là cái đêm ra mắt cái CD trữ tình Bolero mà Đồng Thanh Tâm làm theo yêu cầu của khán giả tại Hoa Kỳ cũng như là khán giả tại Việt Nam. Những bài hát mà nó đã vang bóng một thời rồi, Đúng rồi. nhưng Đồng Thanh Tâm làm lại với một cái màu sắc mới hơn. Đồng Thanh Tâm hòa âm phối khí hoàn toàn mới và hát với cái tấm lòng của mình để Đúng dành rồi. cho tất cả quý khán giả. Quý vị khán giả sẽ thấy được cái sự nhẹ nhàng đâu đó tinh tế trong cái bài phối cũng như là cách hát của Đồng Thanh Tâm sẽ không làm quý vị chán. Mặc dù nghe trữ tình Bolero nhiều người sẽ nghĩ nghe trữ tình chắc là buồn thảm lắm, nhưng thưa không, Đồng Thanh Tâm hát với một cái hồn mới hoàn toàn không chán đâu quý vị. Wow. Và một lần nữa thành ra các bạn, nhất là các bạn trên Facebook đang lắng nghe, mong rằng sẽ rủ tất cả các bạn bè mình để đến với iTango Restaurant and Ngày Lounge mai, ngày mai tối, ngày mai tối thứ sáu nha quý vị nha. Tối thứ sáu, và giá vé để mà ủng hộ cho Đồng Thanh Tâm thì chỉ có 20 đồng mà thôi. Thì chúng ta đến đó là chúng ta cùng ăn uống, chúng ta cùng khiêu vũ, và chúng ta lại thưởng thức những cái dòng nhạc của hoàng tử Bolero mà quý vị đang yêu mến. Cho Thúy Hằng được hỏi đó là đêm yêu thương là chủ đề của tối ngày mai tại iTango Restaurant. Tại sao mình đặt là đêm yêu thương vậy? Cái ba từ đêm yêu thương này là Đồng Thanh Tâm muốn đặt cái đêm yêu thương này để nó ấn định một cái tình cảm mà khán giả dành cho Đồng Thanh Tâm cũng như là những cái anh chị góp mặt trong cái chương trình đêm yêu thương Đồng Thanh Tâm mà các ca sĩ nghệ sĩ quý vị đang thấy đó. Thì đây là những cái mối quan hệ mà Đồng Thanh Tâm đặt chân qua Mỹ lần đầu cũng như là những lần tiếp theo, được các anh chị em nghệ sĩ đi trước dẫn dắt chỉ bảo và ủng hộ về tinh thần rất là nhiều. Cho nên là Đồng Thanh Tâm muốn làm một cái đêm yêu thương này để tri ân tất cả khán giả tại Hoa Kỳ đã ủng hộ Đồng Thanh Tâm và các anh chị em nghệ sĩ đã ủng hộ Đồng Thanh Tâm để có cái đêm ra mắt này. Thì Tâm nghĩ đây là cái tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm cũng dành cái sự yêu thương dành cho khán giả cũng như là tất cả các anh chị em này. Cho nên là đêm yêu thương là gói gọn giữa Đồng Thanh Tâm và tất cả mọi người lại Tất trong một cả cái sự mọi yêu người. thương trong một cái đêm đó. Đúng rồi. Rõ ràng là quý vị khán giả cũng biết là nghe Đồng Thanh Tâm nói là chỉ mới qua hồi tháng 3 năm nay thôi. Tháng Đúng 3 là đầu trong năm. vòng chỉ có gọi là 5-6 tháng thôi mà Đồng Thanh Tâm đã được rất nhiều những bầu show khác nhau, mời trong những cái chương trình thâu hình rất là lớn, và đồng thời nữa là sinh hoạt rất là mạnh cùng với tất cả anh em, anh chị em nghệ sĩ, và đã hoạt động rất là nhiều. Ngày hôm nay trên poster là rất nhiều đông anh em nghệ sĩ ngày mai sẽ đến để mà cống hiến một buổi, gọi là đến để ủng hộ cho Đồng Thanh Tâm, một buổi ca nhạc rất là đặc biệt, mong rằng quý vị sẽ ủng hộ với giá vé chỉ có 20 đồng mà thôi. Rồi, cho Thúy Hằng trở lại, muốn đào sâu về cái đời tư của Đồng Thanh Tâm như thế nào. Với một người có nhiều tài năng nè, vừa hát nè, mà Thúy Hằng cũng được biết nữa là Đồng Thanh Tâm cũng sáng tác nữa, Gần thì đây thì nhiều tài như vậy. Đồng Thanh Tâm viết được một số ca khúc mà thấy chưa phù hợp cho nên chưa đưa vào. Lần đầu tiên là đưa vào cái bài hát Yêu Giận Hờn này để làm chủ đề cho cái album ra mắt lần này của Đồng Thanh Tâm. Gần đây Thì ngày mai quý đó, vị sẽ mọi người thưởng sẽ thức thấy. đúng không? Nhưng mà cho Thúy Hằng hỏi nè,
yêu, giận hờn ở trong đây nó có cái câu chuyện gì mà mình đã có những cái cảm xúc đặc biệt để mà sáng tác ra một một nhạc phẩm? Dạ, thì nói về cái vấn đề về yêu á, thì tình yêu nó là một cái thứ tình cảm mà ở mỗi con người chúng ta, ở bất kỳ cái dân tộc, cái chủng tộc nào, nếu là con người thì đều có cái tình cảm hết. Cho nên nó là Đồng Thanh Tâm cũng là một con người sống tình cảm. Cho nên từ nhỏ thì cũng đã cảm nhận được nhiều cái thứ tình cảm rồi. Nhưng mà đặc biệt là cái tình yêu thì chúng ta từ bước lên từ cái tuổi học trò đi lên, chúng ta đều có những cái mối tình mà chúng ta thích một cái người nào đó, mà người ta thích mình. Thì mình cũng chứng kiến nhiều những cái cuộc tình trong thơ ca, trong văn học, trong ca hát cũng vậy. Nó có nhiều cuộc tình tan vỡ, nó có nhiều nguyên nhân do đâu, do những cái sự giận hờn, những cái sự yêu yêu mà có sự ghen, sự giận hờn. Đó là những cái cung bậc cảm xúc mà Đồng Thanh Tâm cũng là người cảm nhận và cảm nhận được xung quanh mình, những người thân của mình, những bạn bè của mình và những cái thơ ca, những ca nhạc sĩ ngày xưa từng viết. Mà Đồng Thanh Tâm để ý á, trong ca nhạc á, tình cảm mà nó lâm ly bi đát, nó đau buồn, nó lại nhiều hơn cái tình cảm nên đôi. Quý Đúng vị có vậy. đồng ý điều đó không? Là những cái Và bài người hát ta lại buồn nó nhớ lại cha nhiều viết hơn, hơn, đúng nhạc buồn thì lại nhớ nhiều hơn là không? nhạc vui, nhạc vui ít bài lắm, nhạc buồn là nhiều lắm luôn, Đúng cứ rồi. tan vỡ tan tác nhiều lắm. Thì Đồng Thanh Tâm muốn thổi một cái làn gió mới vô cái dòng nhạc bolero, muốn thử sức mình thôi. Thì thông qua một câu chuyện của một người bạn, một cặp bạn, hai người đó lấy nhau rồi, nhưng mà từ lúc yêu thương á, thì không có gây nhau nhiều, nhưng mà lấy nhau về gây nhau nhiều hơn, mà đến đến mức độ phải phải sắp tan vỡ đó. Thì mới tâm sự với Đồng Thanh Tâm rất là nhiều, thì Đồng Thanh Tâm mới cảm nhận được và muốn tự nhiên cái có cảm xúc viết nên cái bài hát này. Nhưng mà bài hát này nghe đi thì nó có một cái câu chuyện trong đó, và cuối cùng á, là cũng Tâm cũng muốn nhắn nhủ mọi người á, nếu thật sự yêu nhau á thì chắc chắn thì mọi người sẽ đến được với nhau. Còn khi mà đến với nhau vì không xuất phát từ tình yêu á, thì nó cũng sẽ có một ngày nào đó nó cũng sẽ không đến được với nhau. Hay quá. Vâng, hay bây giờ mình lắng đọng đây chút xíu. Thúy Hằng mời quý vị khán thính giả sẽ lắng nghe nhạc phẩm Yêu Giận Giận Hờn, hờn. đúng không? Yêu Giận Hờn, một trong những sáng tác của Đồng Thanh Tâm mà cũng là một trong những cái CD đầu tay tại Hoa Kỳ mà Đồng Thanh Tâm muốn gửi đến các bạn cũng như quý vị khán thính giả ngày mai đến với iTango với đêm yêu thương, một cái buổi tối mà Đồng Thanh Tâm sẽ trọn vẹn hát những cái bài hát mà quý vị ưa thích. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin ngừng lại đây giây lát, gửi đến quý vị dòng nhạc đó với nhạc phẩm Yêu Giận Hờn qua tiếng hát của nam ca sĩ Đồng Thanh Tâm. Mới ngày nào yêu nhau em thường hay nói rằng hơn nửa cuộc đời mới tìm thấy yêu thương. Tình cờ quen nhau đâu nghĩ xuyên lâu dài, đâu biết sau bao ngày ân tình càng thêm thắm. Để rồi thời gian trôi, dòng đời bao thay đổi, chia rẽ đôi mình phải tạm cách xa nhau. Vì mình yêu nhau nên khiến xui giận hơn, câu nói ai vô tình để tim mình đau nhói em ơi. Đành lòng sao em, sao em quên hết bao kỷ niệm, bao vui buồn hạnh phúc bên nhau. Tình nghĩa phù thế đâu dễ sớm phai mờ, khi đã yêu nhau rồi xin suốt đời mình bước chung đôi. Nếu thật lòng yêu nhau ân tình xưa xin nối lại, dẫu bên đường đời
là thử thách yêu đương, vượt mọi phong ba đến bên yêu muôn đời, say đắm duyên đôi mình như biển trời rộng mãi bao. Để rồi thời gian trôi, dòng đời bao thay đổi, chia rẽ đôi mình phải tạm cách xa nhau. Vì mình yêu nhau nên khiến xui dần hơn, câu nói ai vô tình để tim mình đau nhói em ơi. Đành lòng sao em, sao em quên hết bao kỷ niệm, bao vui buồn hạnh phúc bên nhau. Tình nghĩa phù thế đâu dễ sớm phai mờ, khi đã yêu nhau rồi xin suốt đời mình bước chung đôi. Nếu thật lòng yêu nhau, ân tình xưa xin nối lại, dẫu bề đường đời là thử thách yêu đương, vượt mọi phong ba đến bên yêu muôn đời, say đắm duyên đôi mình như biển trời rộng mãi bao la, vượt mọi phong ba đến bên yêu muôn đời, say đắm duyên đôi mình như biển trời rộng mãi bao. Bạn đang lo lắng vì một làn da xấu? Đừng lo, White Angels sẽ mang lại cho bạn một làn da trắng mướt mượt mà như là một thiên thần trắng. Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá vẻ đẹp toàn diện. Một làn da trắng rạng người từ lâu vẫn được xem như là một tiêu chuẩn chung của phụ nữ Á Đông. Hãy xóa bỏ những lớp da cằn cỗi của thời gian, xóa đi những vết rỗ thần kỳ. Một làn da trắng mướt mượt mà dành riêng cho bạn sau 7 ngày sử dụng. Bảo đảm White Angel tẩy sạch những vết nám tàn nhang, đồi mồi. White Angel là chìa khóa cho sự thành công của sắc đẹp. Bộ kem trọn bộ 6 hộp với giá 280 đồng. Order ngay hôm nay để được tặng một hộp kem dưỡng da collagen trị giá 89 đồng. Bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không có hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị kem tăng mỡ 7 Super Diet Slim là một liệu pháp massage giảm cân hiệu quả của Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, sử dụng kem mỗi ngày để có được một vòng eo thon chắc và hiệu quả tuyệt vời như ý muốn của mình sau 1 hay 2 tuần sử dụng. Hiệu quả đánh tăng mỡ phần bụng, eo, đùi nhờ gel tạo nhiệt, tác dụng massage cực mạnh, phát nhiệt ở vùng tích tụ mỡ, đốt cháy năng lượng dư thừa. Hãy tự tin yêu đời với một vóc dáng thon gọn hôm nay. Với giá 79 đồng một lọ, xin quý vị hãy liên lạc 714-331-47. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại dược thảo thần kỳ là một khám phá mới trong thế giới y học, như là một loại dược liệu trị bá bệnh, đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản. Thuốc nghệ Nhật Bản có thể ức chế tiêu diệt tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol, phòng ngừa trụy tim mạch, rối loạn tiêu hóa, bao tử sưng viêm và nhiều căn bệnh khác. Ngoài ra giúp tăng cường sức khỏe, phục hồi lá gan và làn da bị nám. Dược thảo trị bá bệnh đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản 100% nguyên chất, đang có chương trình sale đặc biệt mua 3 tặng 1. Thức dậy mệt mỏi, cơ thể đau nhức, vóc dáng khó coi, da mặt tàn tạ,
phải làm sau đây. Hãy tìm vào trang nhà beautyshopbyus.com để xoay ngược thời gian, lấy lại tuổi xuân từ sắc đẹp đến vóc dáng. Tìm mua trọn bộ 30 ngày đẹp khỏe ốm ngay hôm nay qua số điện thoại 714-331-4703 để tìm lại vóc dáng eo thon với dược thảo dâu tầm hoặc Gardenia Cambogia làm từ trái nụ, phối hợp với kem thoa giảm ốm Super Slim Gel để xóa tan những vùng da chảy xệ, đánh tan mỡ thừa, giải độc tố, giải phóng lượng nước ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân với Veggie Slim Drink nước trái cây thay cho bữa ăn, bổ sung cơ thể với 180 loại rau quả trái cây khác nhau, giảm sự thèm ăn, bổ sung đầy đủ vitamin dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp làn da căng sáng mượt mà với chất oxy hóa của rau quả trái cây. Chương trình 30 ngày đẹp khỏe ốm sẽ giúp cho bạn thành một người đẹp mới, đơn giản, tiện lợi và hiệu quả, giúp giảm cân mà không cần phẫu thuật. Hãy sống đẹp, sống khỏe, sống yêu đời với trọn bộ 30 ngày kỳ diệu. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Làn da của phụ nữ như những cánh hoa hồng kiêu sa và dịu mát, nhưng theo thời gian, tuổi xuân ấy không còn nữa. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ kem DMA 60 giây Instant Facelift đã được bào chế bởi các bác sĩ chuyên gia của Hoa Kỳ, sử dụng trong vòng 2 tuần. DMA Collection, từng tế bào của làn da sẽ được đổi mới, rạng người, tỏa sáng, mượt mà của tuổi thanh xuân. Xin quý vị hãy liên lạc ngay 714-331-4703 hoặc quý vị có thể vào thuyhangshop.com. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phấn trang điểm Magic Auric sẽ giúp cho bạn có được một làn da đẹp rạng ngời, trắng mướt tự nhiên. Chỉ duy nhất một sản phẩm kem Magic Auric, bạn có thể làm 6 việc cho làn da của bạn cùng một lúc như là dưỡng da, trắng da, giữ ấm và làm sáng da, che đi những khuyết điểm, chống nắng, có chất collagen che đi những vết nhăn. Phấn trang điểm rạng ngời giữ lâu không phai, hãy tỏa sáng mượt mà với Magic Auric. 714-331-4703, 714-331-4703. Trọn bộ trang điểm Hyrum của Hàn Quốc sẽ mang lại cho chúng ta một nét đẹp tự nhiên. Một phấn nền của hạt trai tạo cho làn da tỏa sáng, nhưng hợp chất phấn nền cung cấp nước nuôi dưỡng cho làn da khi trang điểm, tô điểm má hồng cho vẻ ngoài lung linh tươi mát, ứng sáng hồng đầy sức sống, màu mắt quyến rũ làm cho da của bạn tỏa sáng hơn. Với thành phần khoáng chất vitamin B5 không hề gây tổn hại cho làn da mà ngược lại bảo vệ cho bạn, hạn chế tối đa sự lão hóa. Trọn bộ trang điểm 6 món với giá 139 đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Ai sinh ra quả ngọt cho mọi cánh ông vàng, ai sinh em đẹp thế cho lòng anh sống sang. Hãy trẻ hóa tướng hình của bạn hôm nay 10 tuổi nhé. Mimi Wonder Pack sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Bạn đang khổ sở vì nhịn ăn, không cần nhịn đói. Bạn có nhiều chỗ mỡ xấu xí, hãy dán lên bụng hoặc nhiều nơi trên cơ thể mỗi ngày 8 tiếng. Sau 4 tuần, voila, quần áo sẽ rộng ra bằng gấp đôi tập thể dục. Hãy gọi ngay số điện thoại 714-331-4703. Hãy sống vui, sống khỏe, sống trẻ đẹp với Mimi Wonder Pack. Hãy giảm cân hôm nay một cách an toàn và hữu hiệu nhất, sử dụng dược thảo dâu tầm. Dược thảo dâu tầm được chiết xuất từ trái cây và các loại thảo mộc, trái dâu berry mang đến cho bạn tác dụng giảm cân hiệu quả cực kỳ nhanh chóng mà không mang lại bất kỳ cảm giác hay triệu chứng mệt mỏi hoặc tác dụng phụ nào. Các thành phần trong trái dâu berry còn giúp cho ta có được một làn da cực kỳ tươi trẻ và săn chắc. Tác dụng giảm cân, hàm lượng acid amin carbohydrate và các vitamin, những chất dinh dưỡng này cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và làm giảm sự thèm ăn, giảm tích lũy chất béo trong cơ thể, tăng quá trình chuyển hóa. Chất xơ làm cho bữa ăn lớn hơn và lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, nên làm giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên, tăng cường chuyển hóa, đốt cháy nhiều calo ngay cả lúc nghỉ ngơi. Dược thảo dâu tầm với giá 39 đồng một chai, mua 5 tặng 1, giúp cho chúng ta có được một thân hình thon gọn, trẻ trung trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc qua số 714-331-4703, 714-331-4703. Sức khỏe và sắc đẹp bắt đầu như những cánh hoa hồng kiêu sa dịu mát. Làm sao cho những cánh hoa ấy không tàn phai? Làm sao giữ mãi tuổi thanh xuân? Làm sao giữ mãi một sức khỏe dẻo dai? Hãy xoay ngược thời gian hôm nay với Stem Cell Collagen Drink. Đẹp từ trong ra ngoài, xóa dứt nám tàn nhang đồi mồi, da đẹp mượt mà như thời thơ ấu, xương khớp mạnh khỏe dẻo dai. Hãy bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp với Stem Cell Collagen Drink. Trả lại tôi tuổi 20 ngày nào.
Từ đây về sau, nhuộm tóc không còn lo rụng tóc hay hư tóc nữa. Dầu gội tóc mây Natural Technology for Healthy Hair được sản xuất từ Nhật Bản là loại dầu gội làm nhuộm màu tóc bằng 20 loại dược thảo khác nhau, hà thủ ô, nhân sâm, linh chi, không có chứa hóa chất gây hại, ít dị ứng và rất dễ sử dụng. Tóc đen óng mượt trở lại sau mỗi lần gội đầu, thật tuyệt vời. Chỉ sau gội đầu, bạn sẽ có lại một mái tóc đen huyền, giản dị, an toàn và tuổi trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Nàng đẹp tự mai đào, nàng hiền tự giấc mơ. Hãy chứng tỏ tình yêu và nói lên sự cao quý về người ấy bằng những viên ngọc trai thật giá trị và những vòng nữ trang thạch anh cao quý nhất. Nữ trang chính là những món quà ý nghĩa nhất thay cho lời muốn nói cho một ai đó mà bạn đang yêu quý nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đang lắng nghe nhạc phẩm Yêu Giận Hờn của nhạc sĩ Đồng Thanh Tâm qua tiếng hát của Đồng Thanh Tâm. Quý vị có thấy giọng hát này rất là hay các phải không ạ? Nếu mà quý vị và các bạn có những cái câu hỏi nào cho nam nhạc sĩ và ca sĩ Đồng Thanh Tâm, quý vị có thể inbox vào để mà Thúy Hằng có thể là chia sẻ để Đồng Thanh Tâm có thể trả lời những cái câu hỏi của các bạn cũng giống như quý vị khán thính giả. Một lần nữa thì cảm ơn Linh Phạm nói hay quá. Cảm ơn Linh Phạm nãy giờ đang lắng nghe. Rồi rất nhiều bạn Dung Trang nè, Quốc Đạt nè, các bạn đang lắng nghe trên chương trình. Thì cho Thúy Hằng được hỏi, khi mà vào trong cái làng ca nhạc này, gương mặt rất là đẹp trai, rất nhiều người khen, và lại hát lại đa tài như vậy, thì có mình lại có những cái gọi là có trắc trở về bên vấn đề tình cảm không? Đại khái là nhìn có người bao nhiêu cuộc tình rồi nè. Dạ, cái vấn đề mà tình cảm của người nghệ sĩ á, thì hầu như là tất cả anh chị em nghệ sĩ mình thì đều biết tình cảm nghệ sĩ nó là một cái tình cảm nó lãng mạn và nó có nhiều cái khía cạnh lắm. Nhiều khi á, chị đam mê nghệ thuật quá, nhiều khi có fan ái mộ, cái sự hâm mộ của khán giả dành cho chị nhiều quá, nó cũng tạo nên một cái sự giống như là mình gọi là mình tự hào. Cái nhiều khi là mình sẽ làm ảnh hưởng tới cái tình cảm riêng tư của mình. Mà nhiều khi cái tình cảm riêng tư của một người nghệ sĩ mà không biết tiết chế á, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tình cảm đó, sẽ ảnh hưởng tới công việc. Nó hai bên nó phải dung hòa. Cho nên nếu như nói về sự tình cảm của người nghệ sĩ á, thì nó cái tình cảm nó bao la lắm. Nó dành cho khán giả nè, nó dành cho âm nhạc nè, nó dành cho người thân, nó dành cho những người bí mật của mình. Mà thật sự đa số em nói thật luôn, không có người nghệ sĩ nào mà dám nói thật, ít ai dám nói thật trên sân khấu, rằng ai cũng nói rằng là tôi độc thân, tôi single cái thứ. Nhưng thật sự Đồng Thanh Tâm nói, Đồng Thanh Tâm thường đó là không có dám nói những cái điều đó. Đồng Thanh Tâm nói lúc nào Đồng Thanh Tâm cũng có những cái tình yêu của mình. Tức là mình dành cho nhiều cái người khác nhau. Ví dụ như tình cảm mình dành cho âm nhạc, mình tình cảm mình dành cho cha mẹ, cho bạn bè, cho người bí mật của mình, nó là một cái khác nữa. Cho nên á, là mong mọi người yêu mến tiếng hát của nghệ sĩ á, thì hãy mong là hãy yêu họ bằng cái nghệ thuật bằng cái tình yêu là... nghệ thuật. Thì nó sẽ đâu đó nó giữ được cho nhau. Chứ nhiều khi mọi người sẽ không có, hoặc mọi người pha trộn lẫn giữa cái tình cảm với nhau á, sẽ dễ gây mất lòng. Và người nghệ sĩ sẽ làm khổ nhau lắm. Đa số người nghệ sĩ sẽ rất là làm khổ cho những người bình thường. Nhưng ngược lại, người bình thường đôi khi không hiểu sẽ làm khổ cho nghệ sĩ. Thì mọi người cũng thấy được trong cái thực sự anh chị em nghệ sĩ mình đó, mấy cô chú đi trước đó, thay vợ đổi chồng rất là nhiều. Đúng rồi. Vì sao vậy? Cho nên là nhiều khi mình cũng không nói được hết, nhưng mà mình hiểu được là nếu mang kiếp cầm ca thì cái nghiệp về ái tình nó rất là lận đận. Đúng rồi. Cái đó Tâm là chỉ điều nói được như rồi. Vậy thôi. Và mong là mọi người hãy hiểu, yêu người nghệ sĩ thì hãy thông cảm cho người nghệ sĩ. Và Đồng Thanh Tâm cũng giống như bao người thôi, cũng hạnh phúc nhưng cũng đau khổ, cũng trắc trở và có những cái nỗi niềm riêng, làm sao nói hết. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Và có lẽ là những người phân nửa kia của những người nghệ sĩ dạ. Đều phải có được một cái tấm lòng gọi là bao dung, hy dạ. sinh và hiểu được cho người nghệ sĩ dạ, như đúng. Thế nào, yêu họ
là ở nơi cái tấm lòng của họ, không phải là đi ra ngoài rồi thấy người này người kia, nhiều khi người ta ái mộ người ta lại người ta thích người ta ôm, cái là cái phân nửa kia của mình cảm thấy buồn đúng không? Thì cái đó đã làm cho hầu như giống như Đồng Thanh nói là hầu như là cái cuộc đời người nghệ sĩ mình có cả mọi người, cả khán giả khắp mọi nơi, nhưng mà đôi khi mình lại bị lạc lõng và mình bị cô đơn, và thường thì người nghệ sĩ đến cuối đời đa phần hay bị cô đơn. Dạ. Đúng không? Đúng hay không? Bị cô đơn. Rồi, trong cái tối ngày mai kể cho quý vị khán giả biết nè. Ngày mai đó thì tất cả anh em nghệ sĩ đến thì mình sẽ có những cái bài hát nào hoặc là những cái tiết mục nào mà mời quý vị khán giả đến để mà lắng nghe Đồng Thanh Tâm. Thì những cái bài hát mà khán giả gần xa đã nghe qua Đồng Thanh Tâm hát trong cái album CD này yêu cầu, cho nên là khi Đồng Thanh Tâm hát và đăng lên YouTube thì mọi người đã biết được nghe rồi. Nhưng mà mọi người vẫn thích thấy Đồng Thanh Tâm hát trực tiếp và hát live bằng con người thật. Đúng rồi. Thật sự mà nói thì Đồng Thanh Tâm rất là thích mà hát trực tiếp, hát live bằng cái âm thanh thật của mình. Cho nên thì hiện tại ngồi đây nè, chị Thúy Hằng cũng là một trong những nhân vật ngày mai xuất hiện và đến với đêm nhạc của Đồng Thanh Tâm. Và Đồng Thanh Tâm xin mạo muội mãn phép, bây giờ mình có thể bật mí một chút xíu phải không? Bật mí một chút xíu là ngày mai hai chị em mình có song ca một bài. Song ca một bài. Mà bây giờ muốn hát thật cho mọi người nghe một câu được không? Được chứ. Trước khi mà Đồng Thanh Tâm, theo thể yêu cầu của Đồng Thanh Tâm và Thúy Hằng sẽ hát cho quý vị chút xíu thôi, thì Thúy Hằng thấy có người bạn thân của Thúy Hằng trên đây, đó là Duy Linh. Hi Duy Linh đang xem chương trình. Trần Lương cũng coi, Huệ Huỳnh cũng coi, Linh Hà cũng coi, Trang Lê cũng coi, Dung Trang cũng coi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Các bạn nào có những câu hỏi thì quý vị có thể inbox để mà hỏi Đồng Thanh Tâm. Và đồng thời nữa, các bạn nào ngày mai không có làm gì hãy ghé với iTango để mà đến gần cùng với Đồng Thanh Tâm và tất cả anh em nghệ sĩ. Rồi bây giờ mình sẽ hát một chút xíu ha. Rồi mình hát một chút xíu cho bật mí cho khán giả biết. Duy Linh ơi, Thúy Hằng sẽ hát bài của chúng ta. Bài của chúng ta luôn. Bài của chúng ta là anh em vẫn thường hay đi hay hát. Và đây là một trong những cái bài hát hay là Kiếp Cầm Ca. Dạ, Kiếp Cầm Ca. Okay. Hôm nay Đồng Thanh Tâm hát với chị Thúy Hằng một đoạn nha anh Linh nha. Rồi bây giờ chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Thôi mình ngưng cái đó đi. Mình ngưng cái đó. Chúng tôi tự vỗ tay cho chúng tôi luôn quý vị. Thành ra ngày mai nếu mà quý vị nào muốn nghe hết nguyên một cái bài hát, Đồng Thanh Tâm và Thúy Hằng sẽ hát live cho quý vị nghe, thì hãy đến với iTango Restaurant and Lounge, địa chỉ là 10022 trên đường Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove, với số điện thoại để mà các bạn có thể liên lạc để mà giữ vé, đó là 714-331-2286, 714-331-2286, một cái giá vé rất là tượng trưng. Chị Hằng cho em nói cái này với khán giả nè, là tại vì Đồng Thanh Tâm để như thế này để cho nó có một cái sự trang trọng. Chứ thật sự đêm yêu thương của Đồng Thanh Tâm là tất cả những tình yêu thương của mọi người dành cho Đồng Thanh Tâm, và Đồng Thanh Tâm cũng dành cho mọi người, cho nên Đồng Thanh Tâm đêm yêu thương này Đồng Thanh Tâm không bán vé. Đồng Thanh Tâm chỉ để cái giá vé ủng hộ thôi. Nghĩa là mọi người đến nghe Đồng Thanh Tâm hát, và nếu thương thì ủng hộ lấy một cái CD về nghe. Như thế thôi chứ Đồng Thanh Tâm không bán vé. Nhưng mọi người thương Đồng Thanh Tâm và thương tất cả anh chị em nghệ sĩ đến đây với đêm yêu thương của Đồng Thanh Tâm thì sắp xếp đến sớm, vì vậy sẽ có chỗ ngồi đàng hoàng. Tại vì nhiều khi sợ tới trễ đó rồi không có còn chỗ ngồi thì thương mọi người. Cho nên Đồng Thanh Tâm không có bán vé, nhưng mọi người mong mọi người đến càng đông thì càng tốt. Nhiều khi mình không có chỗ ngồi nhưng mình đứng mình nghe,
hoặc là mình nhảy thì cũng rất là vui. Tại vì bên cạnh Bolero thì Đồng Thanh Tâm cũng có mời một số anh chị em hát nhạc rất là sôi động. Ví dụ như anh Andy Creed là ảnh là một ca sĩ gạo cội nhạc ở Pháp. Đây rồi ảnh hát nhạc Pháp, dòng đúng nhạc rồi. Rất là hay. Bên cạnh đó có một nhân tố mới không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, đó là anh Tường CCR mà quý vị đang thấy trên trên cái poster mặc áo vest đen nơ đỏ đeo kiếm đó. Anh này là một tay boxing. Wow. Nhưng mà bây giờ là một người làm ăn rồi, nhưng anh ấy hát nhạc rock rất là hay. Hay dòng nhạc rock chúng ta không cần phải nghe bolero nhàm chán, mà chúng ta nghe rock nó pha lẫn bolero trữ tình thì đó là đang nghĩ ra đây là một cái đêm quá. Nhạc bên cạnh đó có bạn Lâm Tuyết Trang, bạn hot Lâm Tuyết lắm. Trang bạn Lâm ấy Tuyết sẽ Trang sẽ rất mặc hot. Đồ rất là sexy và bạn ấy hát những bài techno cho mọi người nhảy bung nóc luôn. Nhưng mà đặc biệt là Lâm Tuyết Trang cũng có thể hát nhiều loại nhạc khác đúng nhau vậy. Nhưng mà mỗi lần mà cô lên sân khấu thì phải nói là rất là bốc lửa. Dạ, cô đúng ấy, không? Cô ấy chịu quậy. Chịu quậy lắm. Thành là ngày mai tất cả các bạn hãy đến. Rồi chúng ta cũng thấy hai gương mặt đó là Trang Thanh Lan cũng giống như chị Phương Hồng Quế cũng sẽ đến. Có cô Thúy Uyển, có Triệu Mỹ Ngân, Chi Thành, Hà Ngọc Nhung. Hà Ngọc Nhung phải nói những cái bài hát rất là hay để mà gửi đến quý vị. Thành ra quý vị ơi, rất là đông anh em nghệ sĩ. Ngày mai cũng có thêm anh Đức Tiến cũng có mặt nữa. Thành ra đây là một cái một đêm ra mắt CD trữ tình Bolero của Đồng Thanh Tâm gửi đến quý vị. Một cái người mà cũng gắn bó với Đồng Thanh Tâm gần đây cũng nhiều. Đó là anh Đỗ Thanh, bên trung tâm của Đỗ Thanh. Thì hy vọng là ngày mai anh Đỗ Thanh cũng sẽ dính được chút thời gian và đến với Đồng Thanh Tâm và cùng thêm một số anh chị em nghệ sĩ bên trung tâm Đỗ Thanh nữa. Hứa hẹn đó. Là một đêm rất rất là vui. Rất là đông, rất là vui. Vâng, yeah. Cho Thúy Hằng hỏi lại một lần nữa là trong cuộc đời ca hát của mình, giống như sáng tác của mình, thì Đồng Thanh Tâm đã sáng tác được bao nhiêu nhạc phẩm rồi? Sáng tác thì Đồng Thanh Tâm sáng tác được khoảng hơn 10 bài thôi. Vậy đó. Nó khoảng tầm khoảng 12, 13 bài gì đó. À. Nhưng mà những cái bài đó Đồng Thanh Tâm hát rồi để thu âm rồi để nghe. Yeah. Chưa dám trình làng. À. Nhưng mà chỉ có một bài duy nhất mà ngày xưa dám đăng lên, đầu tiên là bài đầu tiên luôn. Mà nó có tên là Yêu Trong Mơ. Là tại bài... sao là Yêu Trong Mơ? Thì đó là một câu chuyện thật của Đồng Thanh Tâm. Vậy đó, của cuộc tình của Tức là không phải cuộc tình của Đồng Thanh Tâm. Tức là trong một cái giấc mơ. Mình yêu một cô gái trong giấc mơ. Mình tỉnh giấc lại, mình không muốn rời khỏi cái giấc mơ đó. Và cứ nằm ngủ trong cái giấc mơ đó. Và cứ muốn đó nằm thôi. Ngủ nhưng thật sự đâu có được đâu. Đó. Rồi đêm đêm khác lại về, mình lại muốn vào giấc mơ đó, nhưng không thể vào được giấc mơ đó nữa. Đó. Đó. Cho nên một cái giấc mơ có thật mà Đồng Thanh Tâm viết đó là Yêu Trong Mơ, quý vị có thể sợ trên trên mạng có thể nghe được. Quý vị vào trong YouTube ca sĩ Đồng Thanh Tâm thì sẽ có rất nhiều những cái bài hát mà Đồng Thanh Tâm đã thực hiện. Và một trong những cái bài hát mà có thể nói là giống như tại sao mà quý vị khán thính giả đã cho Đồng Thanh Tâm với cái biệt hiệu gọi là Hoàng tử Bolero không? Thì dạ. Với đó là bài hát gì, giới thiệu đến quý vị nghe. Cái bài hát này Đồng Thanh Tâm hát lại của một sáng tác của nhạc sĩ Song Trà, bài hát rất lâu rồi. Bài hát có tên là Cõi Nhớ. Nhưng mà được Hoàng tử Bolero là vì Đồng Thanh Tâm mặc tại cái sao? Trang phục rất lạ. À. Cho nên là sẵn đây mời quý vị để xem rồi quý vị và các bạn xem thử là Đồng Thanh Tâm có phải là hoàng tử Bolero hay không. Ngay bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đó cùng với tiếng hát của Đồng Thanh Tâm. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một cung quá.
xưa qua rồi còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm vui để quên. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Rồi còn yên trong đời, bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người tìm vui để quên. Người ơi người ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhói. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Hay quá. Các bạn và quý vị khán thính giả có thấy là Đồng Thanh Tâm giống như là hoàng tử bolero hay không? Rất là đẹp, bài hát tuyệt vời. Yeah. Thúy Hằng rất là thích cái cảnh, cái hoạt cảnh. Thì làm sao cái idea để mà ai đạo diễn để mình mặc cái bộ đồ như vậy và mình đang ở trong cái cõi tiên là ý kiến của ai? Cái này á, thì cũng xin nói với mọi người luôn là tất cả những cái ý tưởng này là do Đồng Thanh Tâm nghĩ ra. Wow. Và Tâm hợp tác với Vũ Đoàn. Tâm nói cái ý tưởng cho mình rằng á, là một cái bài nhạc lâu rồi mình muốn làm nó lại thì ít nhất mình cũng phải làm cái gì đó nó mới. Thứ nhất là Tâm hòa âm phối khí nhẹ nhàng mới. Yeah. Hát với một cái kiểu một cái hồn trẻ hơn. Rồi trang phục phải lạ. Rồi quay hình cũng phải làm cho nó đẹp đẽ hơn, tức là Tâm phải làm một cái dòng sông khói nè. Rồi sau là một cái background phải vườn hoa bướm bay dập dờn, gọi là gì, có trong cái câu hát nó có câu là đuổi ong bắt bướm đó. Thì Tâm muốn biến một cái bài hát nó thành một cái cõi tiên bồng nào đó mà làm cho người xem cũng thưởng thức, mọi người cũng lạc vô trong đó chút xíu, mọi người thấy vui quên đi những cái mệt nhọc mà lên xem Đồng Thanh Tâm chút xíu nghe cũng vui, ví dụ như vậy. Rồi ngày mai có mặc cái bộ đồ đó không?
Dạ chắc không, không dám mặc bộ đồ đó nữa. Vậy Nó thiệt lòng với khán giả luôn là mặc bộ đồ đó ngứa lắm. đó. Thật sự Kim ngứa, tuyến nhiều quá nhiều, nó kết nhiều quá, đồng tâm ráng mặc cho xong. Ráng mà mặc phải xong. Quay đi mấy lần nha, cho nên là chịu đựng cũng vất vả. Nhưng mà cho tới Hằng được biết hồi nãy giờ hai chị em có nói chuyện về gọi là những cái YouTube bây giờ rất là phổ biến, tất cả mọi người đều có thể xem các anh em nghệ sĩ với những cái nhạc phẩm khác nhau. Nếu như các bạn nào và quý vị nào hoặc là bầu show nào đang muốn mời Đồng Thanh Tâm về để mà hát tại những tiểu bang hoặc là kể cả bên Úc Châu, bên Bắc, tất cả khắp nơi trên thế giới, thì mình sẽ gọi ở đâu, số điện thoại nào nè? Bây giờ chắc cho phép Đồng Vô Thanh Facebook Tâm đi ha. Bây giờ công nghệ Facebook nó tiện lợi nhất đó. Thì Facebook của Đồng Thanh Tâm là tên Đồng Thanh Tâm luôn. Thì rất là mong được nhận những lời đóng góp, nhận xét để Đồng Thanh Tâm khắc phục những cái điểm chưa tốt mà làm tốt hơn những cái điều mà đang phấn đấu. Đồng Thanh Tâm thấy bên cạnh nó cũng còn một số lỗi. Cho nên là Đồng Thanh Tâm sẽ mong nhận được những sự đóng góp ý kiến của rất là nhiều khán giả. Cũng như là giống như chị Thúy Hằng nói là qua chương trình này, nếu mà mọi người, những cái anh chị em bầu show ở khắp nơi mà đáp ứng nguyện vọng của khán giả đó, thì tại vì có nhiều khán giả hỏi Đồng Thanh Tâm chừng nào qua Úc hát, chừng rồi. Nào qua Anh, chừng nào qua Pháp, chừng nào qua Canada. Đồng Thanh Tâm nói cái đó là tùy duyên thôi. Đúng. Phải được sự mời của những anh chị em bầu show ở những nơi đó thì Đồng Thanh Tâm mới khăn gói lên đường được. Rồi. Cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ đều muốn đi khắp nơi để phục vụ mọi người. Đúng nhưng rồi. Phải đủ cái duyên đã. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Thúy Hằng cảm ơn rất nhiều anh chị vào trong đây, có chị Linh Hà, Tuyết Anh Nguyễn nè, có Nhờ Cao là bố của Thúy Hằng cũng đang xem. Có Michael Lee, có anh Thành Lễ, hai anh Thành Lễ. Anh Thành Lễ một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng của chúng ta. Thầy Tâm chào tất cả mọi người. Rồi có Tâm Trần, anh chào Thúy Hằng, dạ em khỏe, em cảm ơn Tâm Trần rất là nhiều. Mai mốt, ngày mai, tối mai anh Tâm Trần ơi nhớ ghé lại iTango. Nếu mà anh ở Cali thì để mà đến thăm Đồng Thanh Tâm cùng với một số anh em nghệ sĩ. Nhưng mà thời gian thì cũng gần hết, nhưng mà Thúy Hằng cũng được biết là Đồng Thanh Tâm có thể là hát được những loại nhạc trẻ nè, rồi nhạc bolero nè. Vậy thì cải lương hay vọng cổ thì mình có hát không? Dạ tân cổ cười thì... vậy là sao? Tức là tân cổ thì Đồng Thanh Tâm cũng nghe hồi nhỏ. Ba của Đồng Thanh Tâm là một người cũng tài tử mà cũng kiểu tài tử theo kiểu nhân dân thôi. Thì cha cũng ru tâm những câu vọng cổ. Thì Đồng Thanh Tâm cũng hát bập bẹ được một vài câu. Và gần đây thì Tâm cũng học một số điệu thì Đồng Thanh Tâm cũng muốn thử sức mình qua cái đó. Thì ngay bây giờ quý vị khán thính giả, các bạn có muốn Đồng Thanh Tâm hát thử một chút vọng cổ cho quý vị nghe không? Bây giờ Đồng Thanh Tâm thử một chút xíu tặng quý vị. Bây giờ là mọi người muốn nghe vọng cổ luôn hay là muốn nghe một vài điệu lý thôi? Cái nào cũng được, cái nào. Chị Hằng thấy sao? Chị Hằng quyết định đi chứ khán giả. Vọng cổ đi, chút xíu vọng cổ. Hát vọng cổ luôn hả? Nếu mà hát luôn vọng cổ thì phải có tông nó đờn nữa. Thôi thì hát một câu vọng cổ trong cái bài mà Đồng Thanh Tâm đang rất là thích, đang luyện thôi nha quý vị ơi. Rất là một cái bài của nghệ sĩ Thanh Tuấn. Cái bài có tên là Nhớ Nha Trang, thì bài này nó 12 câu Phụng Hoàng, những câu vọng cổ. Rồi. Thì ở đây mình không hát Phụng Hoàng được, Đồng Thanh Tâm ngâm một câu xong rồi vô giọng cổ luôn. Rồi. Nghe. Rồi Đồng Tâm xin gửi đến nghe. Rồi. Ngâm trước nha. Lời riêng này anh gửi cho em từ thành phố thân yêu, nhớ về nơi đó, nhớ biển Nha Trang đêm hè lòng gió. Vậy vô giọng cổ luôn nha. Nhớ lại ngày nào đứng ngắm mê say xa thẳm trùng khơi, đón tàu đang thả lưới, mặt nước biển xanh im lìm in bóng núi, sao sạc hàng dương gió nhẹ lá buông mành, để tóc em bay theo lượn sóng bồng bềnh. Anh say đắm nhìn biển trời to rộng, nhìn bãi cát mịn màng phẳng lặng trắng như gương
đi bên em lòng giàu dạt yêu thương, bao chuyện đổi trao mong sao thành sự thật, để cho tình yêu chúng mình luôn tươi đẹp như biển Nha Trang soi mặt áng mây chiều. Hỏi nhiều đúng không? Hỏi hát nhiều rồi, có dịp nhiều thôi, có dịp nè sẽ hát nguyên bài cho quý vị nghe nha. Không biết là ngày mai có hay không, có hay không thì ngày mai quý vị phải đến với đêm yêu thương của nhạc sĩ cũng giống như là ca sĩ Đồng Thanh Tâm, cùng với tất cả anh em nghệ sĩ sẽ có mặt ngày mai tại iTango, qua địa chỉ một lần nữa là 100-10022 đường Garden Grove, mà chắc là iTango ai cũng biết rồi. iTango là một cái địa điểm mà chắc nghĩ là người Việt tại Cali thì rất là quen thuộc, tại vì anh chị em nghệ sĩ tới đây tổ chức show rất là nhiều. Quý vị có thể gọi số điện thoại để mà dặn chỗ nè là 714-331-2286, 714-331-2286. Và bằng đồng thời nữa thì Thúy Hằng xin chào Tâm Trần, Kim Anh Phạm, Edward, Văn Quân, Văn Quân cũng có mặt ở trên Facebook. Các bạn vào coi rất là nhiều, có lẽ là người ca sĩ của chúng ta tối hôm nay thật là hay, có phải không ạ? Rất là đông, cảm ơn các anh chị đã ủng hộ. Nhưng mà cho quý vị khán giả cùng với các bạn những cái dự án của tương lai của mình, mai mốt thì Đồng Thanh Tâm sẽ về Mỹ luôn hay là sẽ đi về về ở Việt Nam của mình? Dạ thì dự án âm nhạc thì Đồng Thanh Tâm cũng đang dự định làm thêm một số dự án nữa, sẽ dự án song ca. Mà gần đây Đồng Thanh Tâm mới viết một cái bài song ca mới nhất, mới hot nhất luôn. Wow. Mà mới vừa đăng trên YouTube đó, là một cái bài Đồng Thanh Tâm mới vừa viết song ca với nữ ca sĩ Diễm Hân. Một cái bài tên là Tình Đẹp Làng Quê, mà trên YouTube hiện tại đang có rồi đó. Sắp tới Đồng Thanh Tâm sẽ viết thêm một số ca khúc về song ca, về trữ tình nữa. Và dự án thì Đồng Thanh Tâm có lẽ là phải phục vụ cả hai nơi. Chứ ví dụ như mình phục vụ bên đây rồi bên kia chờ đón mình không phục vụ thì được cũng rồi, sẽ khó. Cho nên Đồng Tâm sẽ đi về về và hy vọng là sẽ có cơ duyên sẽ bay đến khắp nơi nào mà mọi người có tổ chức show và có muốn Đồng Tâm đến thì Đồng Tâm sẽ sẵn sàng đến. Nhưng mà cũng hy vọng là sẽ mong gặp gỡ được tất cả các anh chị em bầu show ở các nơi yêu mến Đồng Tâm và cho phép Đồng Tâm được đến đó để phục vụ mọi người thì Đồng Tâm sẽ sẵn sàng. Cảm ơn Đồng Thanh Tâm rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để đến cùng với quý vị khán giả cũng giống như các bạn ở trên Facebook, cũng giống như quý vị vào trong gọi là Sài Gòn livetv.com ở trên YouTube thì quý vị sẽ xem lại được chương trình này để thưởng thức giọng hát của Đồng Thanh Tâm. Nhưng mà vẫn kính mong quý vị sẽ đến ngày mai tại iTango, nhà hàng iTango với cái số điện thoại là 714-331-2286. Thúy Hằng cầu chúc cho ngày mai mình gọi là đại thắng nè. Tất cả mọi người sẽ đến không còn chỗ ngồi nữa, và đồng thời nữa Đồng Thanh Tâm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả thành công hơn trên bước đường nghệ thuật nha Đồng Thanh Tâm nha. Cảm ơn chị Thúy Hằng rất là nhiều. Trước khi chia tay thì gửi lời chào đến quý vị khán giả. Đồng Thanh Tâm cũng trước tiên là cảm ơn chị Thúy Hằng đã tạo điều kiện cho Đồng Thanh Tâm đến đây có một buổi trò chuyện thân mật ngày hôm nay với tất cả quý khán giả. Và Đồng Thanh Tâm cũng trân trọng mời tất cả anh chị em nào ở Nam Cali này, và ngày mai nếu mà sắp xếp được thời gian, tại vì bên đây thời gian bận rộn lắm. Đúng chị Hằng ơi, nếu sắp xếp được thời gian thì đến với Đồng Thanh Tâm trong cái đêm yêu thương này. Và hy vọng là mọi người nếu không đến được thì cũng sẽ ủng hộ cho Đồng Thanh Tâm trên bước đường thực hiện nghệ thuật, cũng như là những cái dự án âm nhạc của Đồng Tâm ra sau này luôn được mọi người cho ý kiến, cũng như là cho những cái lời động viên tinh thần để Đồng Thanh Tâm làm mỗi ngày nó đều được tốt hơn. Vâng, một lần nữa thì trước khi chia tay, Thúy Hằng cảm ơn cho Khuê Đan nè, Nghĩa Hà, Harry Phạm, tất cả các bạn ở trên Facebook đã ủng hộ và vào trong Facebook để mà xem. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chương trình Sân Khấu Là Cuộc Đời, được Thúy Hằng Media thực hiện trên băng tần 117 Việt TV 24. Và đồng thời quý vị có thể vào trong YouTube link, đó là Sài Gòn News TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn tái ngộ cùng với tất cả mọi người chúng ta vào chương trình kỳ sau. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào. Bạn đang lo lắng vì một làn da xấu, đừng lo, White Angels sẽ mang lại cho bạn một làn da trắng mướt mượt mà như là một thiên thần trắng. Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá vẻ đẹp toàn diện. Một làn da trắng rạng người từ lâu vẫn được xem như là một tiêu chuẩn chung của phụ nữ Á Đông.
Hãy xóa bỏ những lớp da cằn cỗi của thời gian, xóa đi những vết rỗ thần kỳ, một làn da trắng muốt mượt mà dành riêng cho bạn sau 7 ngày sử dụng. Bảo đảm, White Angel tẩy sạch những vết nám tàn nhang, đồi mồi. White Angel là chìa khóa cho sự thành công của sắc đẹp. Bộ kem trọn bộ 6 hộp với giá 280 đồng. Order ngay hôm nay để được tặng một hộp kem dưỡng da collagen trị giá 89 đồng. Bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không có hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị kem tăng mỡ 7 Super Diet Slim là một liệu pháp mà xoa giảm cân hiệu quả của Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, sử dụng kem mỗi ngày để có được một vòng eo thon chắc và hiệu quả tuyệt vời như ý muốn của mình sau 1 hay 2 tuần sử dụng. Hiệu quả đánh tăng mỡ phần bụng eo đùi nhờ gel tạo nhiệt tác dụng mà xoa cực mạnh, phát nhiệt ở vùng tích tụ mỡ, đốt cháy năng lượng dư thừa. Hãy tự tin yêu đời với một vóc dáng thon gọn hôm nay. Với giá 79 đồng một lọ, xin quý vị hãy liên lạc 714-331-4703. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại dược thảo thần kỳ là một khám phá mới trong thế giới y học, như là một loại dược liệu trị bá bệnh, đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản. Thuốc nghệ Nhật Bản có thể ức chế, tiêu diệt tế bào ung thư, hạ huyết áp, giảm cholesterol, phòng ngừa trụy tim mạch, rối loạn tiêu hóa, bao tử sưng viêm và nhiều căn bệnh khác. Ngoài ra giúp tăng cường sức khỏe, phục hồi lá gan và làn da bị nám. Dược thảo trị bá bệnh đó chính là thuốc nghệ Nhật Bản 100% nguyên chất, đang có chương trình sale đặc biệt mua 3 tặng 1. Thức dậy mệt mỏi, cơ thể đau nhức, vóc dáng khó coi, da mặt tàn tạ, phải làm sao đây? Hãy tìm vào trang nhà beautyshopbyus.com để xoay ngược thời gian, lấy lại tuổi xuân từ sắc đẹp đến vóc dáng, tìm mua trọn bộ 30 ngày đẹp khỏe ốm ngay hôm nay qua số điện thoại 714-331-4703 để tìm lại vóc dáng eo thon với dược thảo dâu tầm hoặc Gardenia Cambogia làm từ trái nụ, phối hợp với kem thoa giảm ốm Super Slim Gel để xóa tan những vùng da chảy xệ, đánh tan mỡ thừa, giải độc tố, giải phóng lượng nước ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân với Veggie Slim Drink nước trái cây thay cho bữa ăn, bổ sung cơ thể với 180 loại rau quả trái cây khác nhau, giảm sự thèm ăn, bổ sung đầy đủ vitamin dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp làn da căng sáng mượt mà với chất oxy hóa của rau quả trái cây. Chương trình 30 ngày đẹp khỏe ốm sẽ giúp cho bạn thành một người đẹp mới, đơn giản, tiện lợi và hiệu quả, giúp giảm cân mà không cần phẫu thuật. Hãy sống đẹp, sống khỏe, sống yêu đời với trọn bộ 30 ngày kỳ diệu. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Làn da của phụ nữ như những cánh hoa hồng kiêu sa và dịu mát, nhưng theo thời gian, tuổi xuân ấy không còn nữa. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ kem TMA 60 giây Instant Facelift đã được bào chế bởi các bác sĩ chuyên gia của Hoa Kỳ, sử dụng trong vòng 2 tuần TMA Collection. Từng tế bào của làn da sẽ được đổi mới, rạng người, tỏa sáng, mượt mà của tuổi thanh xuân. Xin quý vị hãy liên lạc ngay 714-331-4703 hoặc quý vị có thể vào thuyhangshop.com. Công ty High Limit xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị phấn trang điểm Magic Auric sẽ giúp cho bạn có được một làn da đẹp rạng ngời, trắng mướt tự nhiên. Chỉ duy nhất một sản phẩm kem Magic Auric, bạn có thể làm 6 việc cho làn da của bạn cùng một lúc như là dưỡng da, trắng da, giữ ấm và làm sáng da, che đi những khuyết điểm, chống nắng, có chất collagen che đi những vết nhăn. Phấn trang điểm rạng ngời giữ lâu không phai, hãy tỏa sáng mượt mà với Magic Auric. 714-331-4703, 714-331-4703. Trọn bộ trang điểm Purum của Hàn Quốc sẽ mang lại cho chúng ta một nét đẹp tự nhiên. Một phấn nền của hạt trai tạo cho làn da tỏa sáng, nhưng hợp chất phấn nền cung cấp nước nuôi dưỡng cho làn da khi trang điểm, tô điểm má hồng cho vẻ ngoài lung linh tươi mát, ửng sáng hồng đầy sức sống, màu mắt quyến rũ làm cho da của bạn tỏa sáng hơn. Với thành phần khoáng chất vitamin B5 không hề gây tổn hại cho làn da mà ngược lại bảo vệ cho bạn, hạn chế tối đa sự lão hóa. Trọn bộ trang điểm 6 món với giá 139 đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Ai sinh ra quả ngọt cho mọi cánh ông vàng, ai sinh em đẹp thế cho lòng anh sống sang. Hãy trẻ hóa thân hình của bạn hôm nay 10 tuổi nhé. Mimi Wonder Pack sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Bạn đang khổ sở vì nhịn ăn, không cần nhịn đói. Bạn có nhiều chỗ mỡ xấu xí, hãy dán lên bụng hoặc nhiều nơi trên cơ thể mỗi ngày 8 tiếng. Sau 4 tuần, voila, quần áo sẽ rộng ra bằng gấp đôi tập thể dục. Hãy gọi ngay số điện thoại 714-331-4703. Hãy sống vui, sống khỏe, sống trẻ đẹp với Mimi Wonder Patch. Hãy giảm cân hôm nay một cách an toàn và hữu hiệu nhất, sử dụng dược thảo dâu tầm. Dược thảo dâu tầm được chiết xuất từ trái cây và các loại thảo mộc. Trái dâu berry mang đến cho bạn tác dụng giảm cân hiệu quả cực
kỳ nhanh chóng mà không mang lại bất kỳ cảm giác hay triệu chứng mệt mỏi hoặc tác dụng phụ nào. Các thành phần trong trái dâu berry còn giúp chúng ta có được một làn da cực kỳ tươi trẻ và săn chắc, tác dụng giảm cân, hàm lượng axit amin carbohydrate và các vitamin, những chất dinh dưỡng này cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và làm giảm sự thèm ăn, giảm tích lũy chất béo trong cơ thể, tăng quá trình chuyển hóa. Chất xơ làm cho bữa ăn lớn hơn và lưu lại lâu hơn trong đường tiêu hóa, nên làm giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên, tăng cường chuyển hóa, đốt cháy nhiều calo ngay cả lúc nghỉ ngơi. Dược thảo dâu tầm với giá 39 đồng một chai, mua 5 tặng 1, giúp cho chúng ta có được một thân hình thon gọn, trẻ trung trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết đặt hàng quý vị có thể liên lạc qua số 714-331-4703, 714-331-4703. Sức khỏe và sắc đẹp bắt đầu như những cánh hoa hồng kiêu sa dịu mát. Làm sao cho những cánh hoa ấy không tàn phai? Làm sao giữ mãi tuổi thanh xuân? Làm sao giữ mãi một sức khỏe dẻo dai? Hãy xoay ngược thời gian hôm nay với Stem Cell Collagen Drink. Đẹp từ trong ra ngoài, xóa dứt nám tàn nhang đồi mồi, da đẹp mượt mà như thời thơ ấu, xương khớp mạnh khỏe dẻo dai. Hãy bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp với Stem Cell Collagen Drink. Trả lại cơ tuổi. Từ đây về sau, nhuộm tóc không còn lo rụng tóc hay hư tóc nữa. Dầu gội tóc mây Natural Technology for Healthy Hair được sản xuất từ Nhật Bản là loại dầu gội làm nhuộm màu tóc bằng 20 loại dược thảo khác nhau, hà thủ ô, nhân sâm, linh chi, không có chứa hóa chất gây hại, ít dị ứng và rất dễ sử dụng. Tóc đen ống mượt trở lại sau mỗi lần gội đầu, thật tuyệt vời. Chỉ sau gội đầu, bạn sẽ có lại một mái tóc đen huyền, giản dị, an toàn và tuổi trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-331-4703. Nàng đẹp tựa mai đào, nàng hiền tựa giấc mơ. Hãy chứng tỏ tình yêu và nói lên sự cao quý về người ấy bằng những viên ngọc trai thật giá trị và những vòng nữ trang thạch anh cao quý nhất. Nữ trang chính là những món quà ý nghĩa nhất thay cho lời muốn nói.